Hello, chào anh em nha. Từ Tết đến giờ không có đi đâu, không có đi đâu xa bằng xe này hết trơn. Kết thúc tour năm ngoái là chuyến đi trước Tết là mình đi Đà Lạt. Chuyến đó mình đi gần 700 cây trong ngày thì về là đến Kỳ Thay Nhớt luôn. Thì mình Thay Nhớt xong rồi, lần trước mình đi bên trái 15 50, đúng cấp nhớt của dòng xe Ducati luôn. Thì mình đi đâu đó gần gần 3.000 cây á, thì mình thay. Lúc thay hôm giao thừa á, không để đến giờ luôn á. Vẫn tiếp tục đi bên rai, tại mình thấy dòng này mình nó phù hợp với mình á, mình đi xa nó ok. Cái nhớt mà sale advent á, này không biết mọi người đi thấy thì sao. Mình thì thấy nó mát máy, nó êm đó, nhưng mà đi xa thì có vẻ là nó đuối. Đi xa mà ví dụ 700-800 cây như mình đi á, đi thì sau đó mình nghe nó hơi xào, nó không có êm. Còn bên rai thì ok, đi cự ly đó trong ngày thì nó vẫn êm lắm, nhưng mà nó lại không mát được như xe advan, nó nóng hơn. Nhưng mà tại vì mình đi đường trường á thì nó cũng mát máy lắm, nó đi đường trường nó mát máy lắm, không như đi phố. Nếu mà dùng đi phố không thì đi van ride thì nó hơi nóng, còn đi đường trường thì không sao, đi đường trường thì nó mát. Rồi mình sử dụng van ride lần này là lần thứ hai à cho con xe này ha. Nhưng mà lần tới có thể mình chuyển sang mình trải nghiệm thử liquid moly thử xem sao. Liquid moly thì có dòng jet ray, dòng cao cấp của liquid á, nhưng mà nó cấp nhớt của nó thì nó không có 15-50 mà nó chỉ có 10-50 thôi, thì không sao hết. Đi đúng W50 là được. Thì hôm nay mình lấy ra xe ra mình trải nghiệm cái micro mình mới thay. Đây, micro cũ mình xài có mấy chục ngàn à. Kỳ đó mình kiếm hoài không ra cái mình xài đỏ luôn, xài đồ Nhật Tảo á, có mấy chục ngàn à. Ê, mấy anh em góp ý quá trời, nói cái âm thanh nó không có trong, với lại nó không có hay, nên mình hôm nay mình đổi sang micro Sony CS3. Cái này mọi người review, anh em review nói ok lắm. Mình thử xem sao. Mình quên nữa, lần thay nhớt này mình có thêm xài thêm phụ gia. Cái phụ gia này thì mình chưa xài lần nào hết đó. Tình cờ là mình đi ra Honda Hit á, mình bảo dưỡng cái con xe máy ở nhà mình, cái người ta có đổ thêm cho mình chai phụ gia HB Nano X. Mình thấy nó hàng thương hiệu của Mỹ nên là mình có xài. Thì sau đó về mình tại xe ở nhà thì cũng không có quan trọng lắm, nên là
có đổ thêm mà nó có hiệu quả hơn hay không thì cũng không có vấn đề. Nhưng mà mình bắt đầu mình tìm hiểu về cái sản phẩm HP Nano X thì mình thấy là cũng có mấy anh em chơi phân khối lớn á, nói nó tốt. Nó sản phẩm mới cho nên nó cũng không có hàng giả. Còn những sản phẩm mà nổi tiếng thông dụng rồi bắt đầu nó có hàng giả rồi, cho nên là cái dòng này thì nó cũng giống như những cái loại khác á, nó giảm cái ma sát trong các cái chi tiết máy á, thì nó giảm ma sát thì nó sẽ hạn chế được mài mòn và nó hạn chế sinh nhiệt, máy nó sẽ mát hơn. Thấy một chai đó hình như 50ml á, pha cho 1 lít nhớt. Xe này mà xe của mình đang đi thì nó 3 lít nhớt cho nên là mình pha nó 2 bình. Thì nhớ là pha 2 bình là mình phải trừ bớt nhớt lại nha, chứ không phải là pha đủ 3 lít nhớt đổ thêm cái này nữa thì nó vượt cái chỉ số cái lượng dung lượng nhớt bỏ vào xe, nó cũng không có tốt cho xe. Thì ví dụ như hai mình đổ 2ml, hai chai là 100ml thì nhớt thì gì mình đổ 3 lít thì mình đổ 2 lít chín, miễn sao là cái dung tích tất cả các thứ trên đời này mà bỏ vô cái buồng nhốt á, thì nó không được vượt quá 3 lít là cái thông số khuyến cáo của chiếc xe mình đang đi. Để xem coi là nó có bớt nóng không. Mình đổ vô mà cũng chưa có đi, bữa nay là bữa đầu tiên đi đó. Có vẻ là nó êm, lúc chạy garanti mình cảm nhận nó êm rõ hơn luôn á. Nhưng mà không biết là độ bền như thế nào thôi. Hồi trước đây mình đi mình có đổ phụ gia Fultronic O59 á. Mình xài nó thời gian thì mình không có dùng nữa. Tại hồi đó mình đi sport á, nên là mình dùng phụ gia để nó đảm bảo cái tốt cho cái máy hơn. Còn sau này mình đi mấy cái dòng nó không có quá bạo lực, nên là nhớt bình thường là cũng được rồi, không cần phải quá xịn đó. Nó chỉ cần đựng nhớt giả thôi và cấp nhớt rồi nhớt tổng hợp thì nó tốt hơn, nó bền nhớt hơn. Mình thì ít đi lắm, nhưng mà mình đi thì mình đi tour dài chứ mình không có đi chạy một vòng uống cà phê, cho nên là mình cần nhớt bền. Hôm nay là mình đi là để test cái micro là chính ha, để coi nó có cải thiện được nhiều không. Rồi, lâu quá không có chạy chiếc này nên là cuồng chân quá nên là đi cho nó giãn gân giãn cốt rồi cho chiếc xe nó hoạt động. Để nó ở nhà hoài thấy nó cũng buồn. Nó kiểu như là ngựa chiến là nó phải cho nó ra chạy ấy, chứ còn để nó nhà nó giam nó trong chuồng ấy, thấy nó tội thôi. Đường này xưa nghe kênh Nhiêu Lộc ngại lắm, không có đi, còn giờ làm lại đường xá đẹp quá trời. Chiều ta ra đây ta tập thể dục nè, đông vui không đó. Rất là hiếm các cái quốc gia mà có cái con sông chạy dọc thành phố như vậy ha. Việt Nam mình là
ưu ái lắm á. Phải cải tạo được cái con kênh Nhiêu Lộc này, nó trả lại cái trong lành cho nó, vậy là rất là tốt á. Môi trường nó cải thiện nhiều lắm, sức khỏe nó sẽ nâng lên, nó đẹp, đường xá đi nó đẹp. Thấy giờ thấy anh em biker thấy chạy toàn chạy đường này nhiều. Đường đẹp vậy không chạy chạy đường nào giờ. Có điều xe hơi đông thôi. Giờ đường trong thành phố thì phải chấp nhận thôi, không có cách nào khác. Qua mới đọc cái báo Tuổi Trẻ, thấy anh em Racing Boy ra cao tốc Long Thành chặn đường đua xe, thiệt tình bó tay luôn. Không hiểu chơi kiểu gì nữa. Đành rằng là buổi sáng sớm, nhưng mà đường cao tốc thì lúc nào nó cũng có xe. Đường vắng thì người ta chạy còn nhanh nữa. Mà không ai nghĩ xe máy ra đó tụ tập đua xe, nên người ta sẽ không có có một cái đề phòng gì hết. Mà dám ra đó đua xe thì không hiểu chơi vui vẻ gì mấy cách như vậy nữa. Coi thường tính mạng mình rồi đó. Rồi công an giao thông người ta làm gắt lên đó, người ta chấn chỉnh lại đó, thì khen nói khó khăn, không khó khăn rồi cho mọi người chạy ra đó chơi. Đua xe thì đua thì đi vô mấy cái khu mà mấy dự án bất động sản mà làm chưa có ai ở đó, cấm trong đó kéo. Không thì sang hơn nữa thì mua vé vô trường đua chơi gì không hiểu nổi. Chơi vậy rồi cơ quan chức năng người ta không thích, không ưa, người ta thấy ấn tượng không tốt về anh em chơi xe rồi thì người ta khó. Nó mình chơi mình tự làm khó mình thôi, cả tại mình ra thôi chứ không có tại ai hết trơn. Đã quá chiều mát à, cái xe chạy một vòng là thử thách. Có vẻ là nó có cái phụ gia này nó êm á. Tua cao mình thử để số thấp á, chạy nó hai cái tay lái nó rung nhẹ, nhưng mà có phụ gia vô thì nó đỡ hiện tượng rung. Mình sẽ chạy ra ra ngoài chỗ này, mình coi có cái chỗ nào mình ngồi mình chụp hình hoàng hôn coi.
lâu quá mình không có chụp hình. Nghe nói Vũng Tàu đang rất là làm rất là căng, anh em chơi xe ra ngoài đó cẩn thận ha. Khi mà người ta đã ấn tượng không tốt rồi thì nó đủ cái chuyện, có chuyện để nói hết á. Nhớ cái thời hồi lúc mà phân khối lớn mới vào Việt Nam mà không có đi theo đường chính ngạch á, anh em còn chơi xe phân khối lớn, là lúc đó là một là rất là giàu, nhập khẩu đường chính ngạch, còn không là chơi no passport là không có giấy tờ á, mẹ bồng con thì từ lưa hết. Lúc đó cũng không căng như bây giờ. Ngày xưa anh em chơi á, không có quậy phá đến mức độ như giờ đâu. Chơi đam mê thích chơi thôi chứ còn không có quậy phá nhiều. Còn giờ nhà nước mở cửa cho nhập thoải mái rồi á, thì ai cũng mua được hết, thi bằng A2 cũng dễ. Nên là bắt đầu là ai cũng chơi được, thì dĩ nhiên là trong một cái đám đông thì nó cái thành phần quậy phá thì nó sẽ có thôi. Rồi từ từ nó mất cái chất của anh em chơi không khói lớn hết. Rồi làm cái hình ảnh nó không có đẹp, đâm ra là ngay không phải riêng công an mà ngay người đi đường người ta cũng không thích. Ta thấy phân khối lớn rồi, người ta thấy cái gì đó nó kiểu mà phản cảm, người ta có cái định kiến không có tốt gì. Anh em chơi xe biết thì sao đi qua bên kia ta, chắc phải vòng lại. Còn sao đi qua bên kia ta, phải bọc vô cái đường hẻm này hả? Ồ, hồi nãy không biết là bọc vô luôn. Đây có một cái cà phê, cái chỗ nào trống trống mình ra đây mình đứng ta. Trời ơi, không có cái chỗ trống luôn. Hôm nay thì mình ra ngoài rồi xong mình chụp hình ha. Đó, giờ mình không có dịp ra bờ sông chụp hình. Mặc dù là
cũng không có khó khăn lắm để đi ra đây. À, mình thấy tự hào ha, khi doanh nghiệp Việt Nam mình có một cái tòa nhà như vậy, công trình Việt Nam mình có một cái tòa nhà cao như thế này, Việt Nam làm tự hào chứ. Chỗ này là giờ bắn pháo bông Tết. Mình chụp mấy tấm nữa rồi mình tranh thủ mình về. Lần đầu tiên luôn á, lần đầu tiên ra chỗ này chụp hình luôn á. Chứ bình thường mình chụp hình mình đi xa không à. Rồi nó cũng chỉ có một view thôi, view tòa nhà đó thôi. Nó không có nhiều cái view khác để chụp. Giờ mình đi đại lộ Đông Tây về. Cho nó bớt xe đi đường đó thì đường nó rộng, xe đông nhưng mà đường rộng. Anh em đi tour quá trời luôn, mình không đi được. Ít khi nào mình đi vậy lắm. Đi xa chứ. Đi như vậy nó không có đã, nhưng mà giờ không có thời gian được nhiều hay nhiêu. Nó ra đây bắt đầu thoải mái rồi đó. Chốt đứng đầy. Mùa này Sài Gòn mình nó vẫn còn mát mát, tối ra đường nó vẫn còn mát mát chứ chưa có nóng. Nói giờ này nhà nước người ta bắt đầu gắn camera giám sát trên dọc các cái quốc lộ rồi. Người ta có thể bắt lỗi quá tốc độ hay đi sai làn đường và người ta phạt nguội. Nói cho nên nó là mình đi xe mình cẩn thận một chút. Còn chạy cho nó đã thì phạt thì mình chịu thôi. Có chơi có chịu mà. Muốn than khóc gì đó, không có lên mạng chửi chiếc gì hết á. Luật là luật à. Còn ai làm sai thì mình không nói. Đã sai rồi thì không cần phải bình luận nữa. Còn biết sai mà chơi thì mình chịu. Mình chạy nó hết pin Goro, dừng lại thay pin. Giờ mình chạy tiếp đây. Dễ gì
chạy ra đường như bữa hôm nay là không có muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào hết. Giờ bắt đầu vào hầm. Nó nói dở câu chuyện mình chơi thì mình chọn thôi. Ở đây có chốt nữa nè, mà chốt thì bắt xe hơi. Mình chơi mà không có ai ra gì hết thì từ từ nó càng khó lên, sân chơi càng ngày càng hẹp lại. Này mình chơi thì mình chọn thôi, chơi cho nó đã thì nó không có lâu. Này, mình không thể nào chấp bên con giao thông người ta khó làm căng gì hết, tại mình thôi. Mình chơi như vậy rồi người ta không có ra quân, người ta càng quét thì cấp trên người ta khiển trách thôi. Nó nói địa bàn anh quản lý mà anh để vậy đúng không? Không có gì mà tự nhiên hết trơn. Bữa nay đi ra đó chụp hình chút xíu đó, đúng rồi, từ đó giờ mới ra, lần đầu tiên ra cái mưa đó. Mưa đúng có chút xíu à, mình đi về tạnh này, mưa đúng cái chậm đó thôi, chỗ khác không mưa. Tao kêu làm chuyện động trời á. Làm chuyện động trời. Có dịp mình đi này đưa tôi xa mình đánh giá cái phụ gia này nó coi sao. Nó còn phụ gia này hiện nay là trong mấy cái head của Honda là bán rồi, thì mua chung head cho nó đỡ hàng nhái hàng giả. Chạy một vòng thành phố thì nó cũng chưa đánh giá được cái độ bền nó đâu. Còn tương đối là mình có cảm nhận là nó êm hơn thiệt. Êm hơn thiệt đó. Bền hay không thì mình thôi chưa biết, nó êm không. À, máy nó đỡ rung hơn. Cái nước mình có chuyện gì dịch một cái chính phủ ban hành cái là làm nó rấp ha. Bên nước người ta thấy mệt quá, mỏi kêu mà phong tỏa này kia đồ, cái là dân chúng xuống biểu tình. Họ sống tự do quá lâu rồi, cái gì kèm kẹp một chút xíu họ cảm thấy khó chịu. Mỗi nước mỗi hoàn cảnh. Mà không vậy thì nó lây nhanh thôi. Lây nhanh rồi cũng mình chịu chứ ai chịu. Ở trong những lúc mà còn quyết liệt á, phong cách dân chủ nó không có giải quyết được vấn đề. Khi mình khó khăn về kinh tế, điều kiện về khoa học kỹ thuật cũng kém hơn, thuốc men cũng phải xài nước ngoại chứ có phải mình sản xuất đâu. Mà dịch đó thì mình lại vượt qua sớm hơn người ta. Cái tính tuân thủ trong lúc mà khủng hoảng thôi.
Sao nay đi gặp đèn đỏ nhiều vậy? Nay mình lắp cái camera này ở đây. Tại nhiều khi làm vlog mà không có quay cái chiều ngược lại, nó cảm giác như nó không có tương tác với người nghe nhiều á. Với lại nhiều khi mình chạy nhiều cái cung đường á, mình thấy mình chạy qua rồi mình mới nhận ra nó đẹp, thì mình không có kịp bấm máy, hay là mình bấm máy rồi nhưng mà nó không kịp thấy ở cái chiều ngược lại, nên là có cái camera gắn ngược lại vậy, rủi có cái cảnh nào đẹp á là mình bắt được khúc trước và khúc sau luôn. Mát quá, tối chạy mát. Nhưng mà xe này của mình chạy đến thời điểm này phải nói là mình không có chê được nó cái gì hết á. Chắc tại nhu cầu của mình thấp. Nhu cầu thấp cho nên dễ thỏa mãn lắm. Và mấy cái tinh chỉnh mình thay cái đồ á, nó hợp và nó không có mắc. Có tiền chơi dễ rồi, cứ đồ xịn quốc thôi. Còn mình chịu khó mình nghiên cứu chút xíu thì sẽ có cái đồ nó phù hợp. Mà dĩ nhiên là mình không quá trọng hình thức ha. Nếu mà trọng hình thức thì khó chơi theo kiểu mà độ mà giữ zin lắm. Độ giữ zin người ta nhìn ta đâu có biết xe độ đâu. Nên là mình chơi cái cách này thì nhìn nó gần như chiếc xe nó không có thay đổi gì hết. Ngồi đèn đỏ nó ngay chốt luôn, vượt cái ăn cám luôn. Vừa rồi có một cái ca ngoài Hà Nội, anh em chơi CBR chạy 299 trên đại lộ Thăng Long ha, cũng rần rần quá trời. Mà đó giờ đâu phải chỉ có trường hợp đó 299 đâu. 299 đài xui hết, anh em nào mà chạy swap mà không 299 một lần á. Không chạy 299 đâu có chạy swap làm gì, kiểu gì cũng phải lên một lần à, bạn xui hoặc là muốn có một cái thành tích kỷ lục nào đó cho cộng đồng mạng biết thôi. Dựa trên YouTube mà bắt thì cứ lên YouTube mà sọt ra một đống. Chứ giờ mà luật giao thông đường bộ mà sửa một cái ha, cho phần khối lớn chạy được chạy cao tốc là đã luôn á, trả lại thế giới yên bình cho những tuyến đường khác. Mà khi mà được chạy cao tốc rồi thì nhiều khi nó lại không có gì thú vị nữa, ngoài trừ tốc độ. Tại vì đi có nhiều cái đẹp trên đường á không có xem được.
có anh em hỏi đi lốp xe cân nhiêu, cân nhiêu ký á. Mình thấy anh em chơi phân khối lớn đa số là căng, rất là căng nha. Thì cũng căn cứ trên trên thông số nhà sản xuất, người ta thường người ta dán ở ngay chỗ cái gắt đó. Thường mình thấy những mấy chiếc Sport còn là bánh sau có khi 2,8 kg, 2,9 kg, mình trước là 2,5 kg. Mình thì mình vẫn trung thành với cái thông số lốp đi xe máy á. Đằng trước mình đi từ 2,1 kg, 2,2 kg, rồi bánh sau thì mình đi khoảng là 2,3 kg đến 2,5 kg. Mình không có đi căng quá, tại vì đi căng quá thì cái bánh nó không có bám đường tốt được, cái tiết diện của cái bánh nó không có bám trên mặt đường, nó không có đủ lớn, nó sẽ trơn trượt. Đường bên người ta thì người ta có cái lốp mà nó bám ở phía trên, chạy nó ăn bánh dữ lắm, đó là cái bơm căng để ma sát nó ít hơn, chạy nhanh hơn. Nhưng mà đó là phải đảm bảo là cái mặt đường nó theo đúng tiêu chuẩn. Mà thường đường ở Việt Nam mình nó hư hỏng nhiều, rồi nắng bụi mưa lầy nữa, mình bơm căng quá mình đi thì nó dễ trượt, nên mình thường không có bơm căng, mình bơm như xe máy bình thường thôi. Ví dụ như chở nặng hay đi xa thì mình có thể bơm lên đến 2,5 kg, bình thường mình chạy 2,4 kg để chừa lúc mà nó nóng nó lên 2,7 kg lên rồi vừa đủ đó. Thì thấy ví dụ như thay trong cái thông số báo lớp của mình nè, ở đây là 2,2 kg, 2,4 kg nè, bánh trước là 2,2 kg, 2,1 kg, bánh sau là 2,4 kg đó, mình đi thông số lớp vậy. Thì mình đi mình thấy nó cũng không có vấn đề gì, nó không quá sốc, nó không quá tưng quá. Rồi kết thúc một buổi tối ha, nhẹ nhàng tình cảm thôi, không cần quá bạo lực. Rồi, chào mọi người nha. Bye bye.